Bản tin dịch COVID-19 tối ngày 13 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 103 ca mắc COVID-19. Tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 13 tháng 6 có 103 ca mắc mới, không ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 103 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh 44, Bắc Giang 33, Bắc Ninh 16, Hà Tĩnh 9, Bình Dương 1, trong đó 96 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. 171 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tính đến 18 giờ ngày 13 tháng 6, Việt Nam có tổng cộng 8.902 ca ghi nhận trong nước và 1.636 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay 7.332 ca. Có 21 tỉnh: Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Số lượng xét nghiệm từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 2.101.444 mẫu cho 4.652.125 lượt người.